chấn động. Thầy Tử Vi tìm ra ngày vàng tháng 9 âm lịch cực chính xác, tuổi Giáp Thìn sinh 1964, ôm trọn lộc trời, đến thời trở mình giàu sang, tiền vàng ùn ùn đổ về nhét nước két, giàu sang gian danh bốn bể. Người tuổi Giáp Thìn sinh 1964 thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, tức lửa đèn nhỏ. Tuổi Giáp Thìn là người sống nội tâm và im lặng. Họ không muốn thể hiện bản thân, họ có cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và sức sống. Tuổi Giáp Thìn bất khuất với tham vọng lớn, đặc điểm thẳng thắn và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc. Họ có khả năng đóng góp bản thân một cách vô điều kiện trong lĩnh vực công việc. Tuy nhiên, những người tuổi Giáp Thìn có thể không thực tế. Họ là những người mơ mộng, thiển cận và thích mơ mộng, thường suy nghĩ rất nhiều nhưng không làm gì cả. Họ bi quan, thờ ơ với người khác và không có khả năng chủ động giúp đỡ người khác. Vì vậy, họ có rất ít bạn tốt và không hòa đồng. Người tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh phú đăng hỏa, tức là ngọn lửa đèn nhỏ, là đại diện cho tâm hồn nhiệt tình, ấm áp, sự khôi hài. Duyên dáng của họ sẽ mang đến bầu không khí vui tươi, thoải mái cho mọi người xung quanh. Cùng với phong thái tự tin, họ luôn trở thành trung tâm của đám đông và nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Bên cạnh đó, tấm lòng thiện lương cũng là phẩm chất đáng quý của những người tuổi Giáp Thìn. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn một cách vô tư và chân thành. Được làm bạn với những người tuổi Giáp Thìn là một điều may mắn, bởi lẽ kiến thức uyên bác của họ sẽ mang đến cho mọi người những lời khuyên đúng đắn, những quan điểm mới mẻ về cuộc đời. Về sự nghiệp, những người tuổi Giáp Thìn sở hữu những yếu tố cần thiết để gặt hái được vô số thành công trong các ngành như giáo dục và nghiên cứu. Tuy nhiên, những ảo tưởng viễn vông có thể khiến họ trở thành những con người ngông cuồng. Lời khuyên dành cho họ là phải luôn tỉnh táo và học cách tỏ ra khiêm tốn với mọi người. Vận may nghề nghiệp cho người tuổi Giáp Thìn tương đối tốt. Họ có thể thu hút sự chú ý từ các nhà lãnh đạo và nhận được một số nhiệm vụ quan trọng. Nếu họ có đủ điều kiện cho những công việc này, sự nghiệp của họ sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên, họ nên giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân trong công việc của họ một cách chính xác. Thật khó để họ kiếm được quá nhiều tiền từ công việc của họ và tham vọng của họ cũng không đủ mạnh. Họ dễ dàng hài lòng với tình hình hiện tại của mình, nhưng họ thông minh trong đầu tư. Họ luôn có thể tìm thấy cơ hội kinh doanh sâu sắc. Vì vậy, họ có thể kiếm được một số lợi nhuận từ đầu tư. Nói chung, họ có thể sống một cuộc sống ổn định. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh, ngày sinh thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng Giêng, đây là thời điểm tiết trời tân xuân, trời đất giao hòa. Người tuổi này lại không gặp thời, không có chỗ bay lên. Những người này có tài trí thông minh nhưng lại không có thời cơ và không có chỗ để thể hiện tài năng của mình. Họ làm việc gì cũng gặp khó khăn, làm lụng chăm chỉ mà chẳng được hưởng thành quả về phía mình. Cuộc sống từ nhỏ vất vả, phúc phận từ tổ tông đã bạc bẽo, gia đình không giúp đỡ được nhiều, lập nên nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người này thường kết hôn muộn, do mang nhiều ý chí, hoài bão cho sự nghiệp nên đường tình duyên không may mắn. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Vận mệnh cuộc đời người tuổi này được cho là có số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công hơn người, có địa vị cao trong xã hội và được nhiều người kính trọng. Những người này có trí thông minh, văn võ song toàn, được ví như rồng bay về trời. Họ luôn tự tin vào bản thân, suy nghĩ lạc quan, biết phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự nghiệp của những người này thăng tiến như diều gặp gió, tài lộc dồi dào, con cháu hiếu thảo, nhiều sự thành công. Tuy nhiên, họ lại có phần cố chấp, tự làm theo ý mình nên đôi khi gặp sai lầm trong cuộc sống. Biết thay đổi thì sẽ sống yên bình qua năm tháng. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Người tuổi này có tính cách nho nhã, kiên cường và rất có ý chí. Họ là người thông minh, không dễ dàng khuất phục nên công danh, tiền tài như ý, hoạn lộ hanh thông, đại cát đại lợi. Sự nghiệp của người tuổi này được quý nhân phù trợ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, địa vị ngày càng thăng tiến, gian danh đi xa. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 âm lịch là khoảng thời gian trời đúng vào tiết lập hạ. Do ảnh hưởng của khí trời nên những người này thường có ý chí cao xa, ý nguyện dương xa để dời non lấp bể, mong muốn thành bậc kỳ tài trong đời.
phần nam mệnh trí ở bốn phương đông chinh bắc, phạt roi ngựa, dãy ngựa dãy dùng uy phong, hiển hách khắp dùng, nắm giữ dương quyền và danh lợi song toàn. Những người này có thể nói vận số cực kỳ tốt, công danh, lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trân trọng và kính nể. Người này có tính cách cương trực, thẳng thắn, khí chất hơn người, ghét sự xấu xa, giả dối, nên trong tâm cũng chẳng bao giờ muốn hại ai. Nam mệnh phần lớn phù hợp theo nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên sự nghiệp trọng vọng, tài lộc dồi dào, gia thế vững mạnh. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch, nằm trong tiết mang chủng. Người này được gọi là Du Long Hạ Hải, chuyên làm việc lớn. Tính cách của những người này mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, nên có thể vượt mọi khó khăn và tự mình tạo nên danh tiếng cho chính mình. Từ đó chuyện công danh, sự nghiệp cũng đủ đầy, thăng tiến hơn. Người tuổi này có số mệnh phú quý, đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà cũng luôn dư dả, nhiều người trở thành trụ cột quốc gia. Những người này cũng thường có nhân duyên và các mối quan hệ xã giao tốt, nên mọi việc đều thuận lợi trong cả công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tính tình của họ cũng có phần khó chịu lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, nên luôn thích làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính để sửa đổi bản thân, thì cuộc đời ắt hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn và muộn phiền. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 6 âm lịch là tiết trời tiểu thử, do vậy những người tuổi này cũng có nhiều năng khiếu. Tuy nhiên, nếu sinh không vào giờ cát lành thì cuộc đời cũng dễ gặp phải nhiều điều trắc trở, khó khăn về sự nghiệp và tiền bạc, mà khiến chủ suy nghĩ nhiều, tổn hại sức khỏe. Bởi được sinh vào tiết trời bắc bắt đầu nóng bức, thời tiết sao quả, nên những người này tài hoa nhưng chẳng được may mắn, luôn để lỡ cơ hội chạm tay vào thành công. Gia đình cũng không có nhiều phước lộc, nên tuy học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi nhưng lại chẳng gặt hái được thành công. Nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn và trắc trở, khi thăng, khi trầm, lên xuống khó lường. Tuy không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, nếu có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài để phát triển. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7 âm lịch là tiết trời lập thu. Người tuổi này có bản chất thông minh, đỉnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình và luôn biết cách tiến thoái. Có chừng mực, trong bất cứ chuyện gì, những người tuổi này cũng đều cẩn trọng trong giải quyết, nên kẻ tiểu nhân khó lòng có thể hãm hại. Người tuổi này thường có cuộc đời êm đềm, hạnh phúc, thành công, tài đức song hành, vạn sự tốt lành. Họ có phúc phần, may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, nên cũng là người dượng dẫn quý nhân. Con đường sự nghiệp dễ dàng thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu và cố gắng để hoàn thiện là nhất định sẽ đạt được. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 8 âm lịch là lúc tiết trời đang là bạch lộ. Người tuổi này là nhân trung hào kiệt, có khí chất nho nhã và phong lưu. Họ thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương, ngao du bốn bể, nên mối quan hệ ngoại giao cũng được mở rộng đáng kể. Người tuổi này vốn có bản chất, tính cách hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, nên có sức hút với người khác phái. Những người này thường có tài năng xuất chúng ở nhiều lĩnh vực, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê du lịch, nên cuộc sống lúc nào cũng vui tươi. Những người này còn có chí hướng cao xa, tham vọng to lớn, nên luôn nỗ lực để ghi danh bảng vàng và thành danh đường quan chức. Họ được quý nhân phù trợ, dù làm chuyện gì cũng đều dễ bề thành công, tài lộc dồi dào, cả đời được hưởng phúc lộc, bình an trôi qua, những biến cố không đáng kể trong đời. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Người này có tính tình điềm đạm, chín chắn, tâm hướng thiện lương, trung thực, thật thà, trọng chính nghĩa, nên lúc nào cũng sẵn sàng xả thân vì việc lớn. Những người này có tâm tạo phúc nên thường được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, trăm bề bình an. Những người tuổi này có tính cách rất ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu. Họ luôn nỗ lực đối đầu với khó khăn, không dễ lùi bước mà lại được quý nhân phù trợ, nên mọi việc dự định đều trở nên thành công dễ dàng. Những người này dễ làm gian danh dòng họ bằng những thành tích đáng nể của mình. Tuy nhiên, nhiều trường hợp mệnh chủ lại trở nên cố chấp, ngang ngạnh, chỉ muốn làm theo ý kiến bản thân, song vẫn kiểm soát được bản thân, nhờ đó mà tránh được tai họa không đáng có. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 10 âm lịch là thời điểm tiết trời lập đông. Người tuổi này không cần phải vất vả quá nhiều nên cuộc đời vẫn trải qua những tháng ngày yên bình, không cần lo toan quá nhiều. Mặc dù vậy,
những người này lại có ý chí không cao, luôn ngại khó và ngại khổ, sợ thất bại nên không dấn thân vào khó khăn. Bản tính như vậy nên cuộc đời họ cũng không màng danh lợi, không thèm chức cao danh vọng hay địa vị cao quý. Họ là những người điển hình cho mẫu người thích sự an toàn và ổn định. Những người tuổi này thì thường tin vào những điều ông trời đã sắp đặt, chấp nhận sống nhẹ nhàng, không giành giật hay ganh tị với ai. Tính cách của họ cũng có đôi chút nét cô độc, thích sống cuộc sống một mình, không thích hòa mình với đám đông và khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 11 âm lịch, là lúc trời vào tiết đại tuyết, tứ phía bủa dây toàn chướng ngại bởi tuyết. Chính vì vậy những người tuổi này thiếu sự quyết đoán và kiên trì, không may gặp thất bại thì cũng khó lòng vực dậy tinh thần và không giải quyết được vấn đề. Mặc dù họ có tham vọng nhưng lại khó lòng thực hiện được, làm lụng chăm chỉ mà không gặt hái được thành công. Đây là những người thuộc tiếp thích quảng giao nên có nhiều bạn bè, sống và làm việc có kế hoạch, làm gì cũng theo kế hoạch đã sắp đặt trước, vì họ cho rằng chỉ làm như vậy mới có được thành công. Tuy vậy, chỉ lập kế hoạch thì vẫn không phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà chính họ phải rèn luyện ý chí cho bản thân mình, kiên cường để dám đương đầu với mọi thử thách, luôn dám nghĩ dám làm thì mới dễ thành công. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, trùng với Tết Tiểu Hàn. Người tuổi này phải chịu nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống mà mãi chẳng có cơ hội thành công. Họ đều là những người có trí và có tâm, nhưng lại chịu vận mệnh mỏng, phúc không được như ý muốn. Vận mệnh người tuổi này được cho là phải tự thân vận động, không được quý nhân tương trợ, sự nghiệp cũng không có gì đặc biệt. Tuổi này nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng bi lụy trước khó khăn, năng nổ kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, chỉ có vậy mới nhanh chóng gặt hái được thành công. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này dự báo về những sóng gió, chông gai mà người tuổi Giáp Thìn sẽ phải đối mặt, hung vận lấn át cát vận, bất lợi nhiều hơn cát lành, công việc tăng cả về khối lượng lẫn thách thức, bản mệnh phải chịu áp lực lớn từ phía cấp trên và đồng nghiệp. Điềm báo tử vi cho thấy dễ xảy ra mâu thuẫn, lục đục nội bộ khiến bạn khó tập trung làm việc. Dù thế nào đi nữa thì bạn cũng nên xem xét vấn đề thật thận trọng, để sau này không phải hối tiếc điều gì. Tháng 9 âm lịch này, bản mệnh ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, buôn bán, kinh doanh tương đối khó khăn hoặc ban đầu thuận lợi thì ngay lập tức có trở ngại nhất định. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Về mối quan hệ trong tháng 9 âm lịch này, khúc mắc xảy ra thường đe dọa hạnh phúc của con giáp này. Người độc thân có cơ hội nhưng vẫn dễ bỏ lỡ do duyên mỏng manh. Với người đã có gia đình, tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột, không ai chịu nhường nhịn. Nguyên nhân cũng bởi cả hai luôn đề cao cái tôi của mình. Trong tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn có quá nhiều việc phải lo nghĩ nên cơ thể dễ suy nhược và mệt mỏi. Do đó, bạn cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên để phòng bệnh cũ tái phát, hạn chế đến nơi vắng vẻ, hoang du, ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình, ngay sau đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này do chịu ảnh hưởng từ xung thái tuế và nguyệt lệnh lâm suy, dự báo đây không phải là tháng dễ thở với tuổi Giáp Thìn. Hàng loạt những tác động tiêu cực từ vận trình trong tháng buộc con giáp này phải có những điều chỉnh, tính toán lại, nếu không muốn khó khăn chồng chất khó khăn. Công việc là phương diện ảnh hưởng lớn nhất, mọi việc trong tháng đều ở mức dậm chân tại chỗ, khối lượng công việc không ít mà tính thách thức cũng không nhỏ. Bản mệnh phải chịu áp lực lớn từ phía cấp trên và đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý đến thái độ làm việc của mình để tránh gặp phải những tranh chấp không đáng có ở công ty. Điềm báo tử vi cho thấy dễ xảy ra mâu thuẫn, lục đục nội bộ khiến bạn khó tập trung làm việc. Dù thế nào đi nữa thì con giáp này cũng nên xem xét vấn đề thật thận trọng, để sau này không phải hối tiếc điều gì. Tinh thần làm việc khá uể oải, đôi khi bạn còn có tâm lý e ngại và sợ khi phải đương đầu với những thử thách trong công việc. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối,
Bạn không chủ động giải quyết mà dường như có suy nghĩ chờ đợi người khác đến giúp mình. Một số cơ hội đến nhưng bạn lại không sẵn sàng nắm bắt lấy nó, để dục mất một cách đáng tiếc. Trong một tháng bận rộn như thế này, tuổi Giáp Thìn cần chú ý ổn định cảm xúc. Bạn nên cố gắng duy trì thái độ ổn định và tích cực, dù phải đối mặt với những thách thức và áp lực nghề nghiệp. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của, chi tiêu vượt mức, nguy cơ rất lớn rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Do sự nghiệp gặp khó khăn nên thu nhập của con giáp này cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có những khoản thu nhập bình thường có thể bị giảm. Chẳng những vậy, việc buôn bán, kinh doanh tương đối khó khăn hoặc ban đầu thuận lợi thì ngay lập tức có trở ngại nhất định. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Hãy nhớ rằng, làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Vì vậy, người tuổi Giáp Thìn tháng này cần quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tích lũy là trên hết để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy cục diện tử vi tương xung gây ra nhiều khúc mắc, đe dọa hạnh phúc của tuổi Giáp Thìn. Tình cảm có nhiều biến động. Tháng này, người độc thân có cơ hội nhưng vẫn dễ bỏ lỡ do duyên mỏng manh, đến rồi đi. Dù bạn cũng có sự chủ động và hòa đồng hơn trong các mối quan hệ khác giới, nhưng vẫn chưa đủ để có một mối quan hệ chính thức. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột, không ai chịu nhường nhịn. Nguyên nhân cũng bởi cả hai luôn đề cao cái tôi của mình. Có thể căng thẳng càng bị đẩy lên cao trào khi có người thứ ba xuất hiện giữa hai người. Cần phải có sự tin tưởng và thấu hiểu cho nhau thì mới duy trì được mối quan hệ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch này, do quá nhiều việc phải lo nghĩ nên cơ thể tuổi Giáp Thìn rất dễ suy nhược, mệt mỏi. Do đó, bạn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Những ai có tiền sử bệnh hay đang sẵn đau ốm thì càng phải cẩn thận. Sức khỏe giảm sút nên bạn thường xuyên cảm thấy uể oải, ăn uống không ngon miệng. Nguyên nhân một phần do ít vận động, thói quen suy nghĩ tiêu cực khiến bản mệnh trở nên mệt mỏi, chán nản như vậy. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng bệnh cũ tái phát, hạn chế đến nơi vắng vẻ, hoang du, ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Điều quan trọng là tuổi Giáp Thìn phải duy trì tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để ngăn ngừa các vấn đề về thể chất ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và cả công việc của bạn. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy táo bạo sẽ liên tục ập đến trong đầu người tuổi Giáp Thìn trong ngày này, khiến bạn có hứng thú theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, thái độ khiêm tốn cùng sự nhiệt tình, chăm chỉ của bản mệnh sẽ được mọi người đánh giá rất cao. Lãnh đạo có thể giao cho bạn phụ trách những công việc quan trọng. Trong ngày này, bạn hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn, hứa hẹn bạn sẽ có doanh thu lớn đổ về vào thời gian sắp tới. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Giáp Thìn cực kỳ tinh ý, chỉ cần nghe một từ khóa quan trọng nào đó là bạn đã có thể khai thác được vấn đề. Bạn tha hồ sáng tạo với những ý tưởng hay ho từ đó. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của người tuổi Giáp Thìn sẽ có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể gây được ấn tượng tốt đẹp đối với cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn. Nhờ chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn có thể được khen ngợi một cách công khai hoặc thậm chí được khen thưởng về mặt tài chính. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, cơ hội phát tài sẽ đến với người tuổi Giáp Thìn. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì đây quả là thời cơ hiếm có. Bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻo phải hối tiếc về sau. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này có thể sẽ có một số dự án hoặc nhiệm vụ mới xuất hiện, cho phép bạn vượt qua những giới hạn của bản thân và thể hiện thế mạnh của mình. Không những thế, bầu không khí hợp tác tốt với đồng nghiệp giúp công việc tiến triển nhanh chóng. Ngày 20 tháng 9 âm lịch.
Trong ngày này, một số quyết định sáng suốt của bản mệnh cuối cùng cũng mang lại lợi ích và kết quả đáng mừng cho mọi người. Bạn cảm thấy tự hào khi những hy sinh của bản thân là hoàn toàn xứng đáng. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bạn có thể dễ dàng kiếm được thêm tiền nhờ kinh doanh, đầu tư đúng chỗ. Bạn được đón nhiều cơ hội tốt. Chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực thì giàu sang chỉ là chuyện trong tầm tay. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Giáp Thìn và một nửa của mình làm sâu sắc thêm khía cạnh tình cảm, đồng thời nâng tâm mối quan hệ thông qua sự thấu hiểu và đồng hành bên nhau. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm, ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tuần này cục diện tương xung ảnh hưởng, khiến người tuổi Giáp Thìn luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình. Có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, chẳng hạn như với đồng nghiệp hoặc người thân, bạn bè của mình. Về chuyện tình cảm trong tuần này, Thổ khắc thủy nhắc nhở con giáp này cần quan tâm đến gia đình. Dù công việc có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa, bạn hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà. Đừng dồn mọi trách nhiệm cho nửa kia. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tuần này cục diện tự hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Giáp Thìn, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, đừng tìm cách lảng tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không. Về chuyện tình cảm trong tuần, Thổ khắc thủy, tử vi cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, bỏ ngoài tai những điều người ấy nói. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tuần này kiếp tài tác động lên vận trình của người tuổi Giáp Thìn, là điềm báo hao tổn tài sản rất rõ. Con giáp này cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Đây không phải là lúc bạn được phép chủ quan hay lơ là mất cảnh giác, nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Người làm kinh doanh tuần này chớ nên mạo hiểm đầu tư. Khi trong tuần nhiều hung hiểm thế này, nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc của bạn đang khá lớn. Những vấn đề về tài chính cần phải suy xét kỹ càng. Chớ nghe lời đường mật của những kẻ không đáng tin mà đưa tiền bạc vào nơi không an toàn. Tham thì thâm, đâu phải lúc nào lợi nhuận cao là cũng có thể đâm đầu vào. Trong tuần thủy khí dưỡng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Hãy cẩn trọng, đừng coi thường những dấu hiệu bất thường của cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao để tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tuần này lục hợp nâng đỡ người tuổi Giáp Thìn không ít nên vận trình của bạn cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi. Con giáp này có lộc phát tài, tuy nhiên bạn vẫn nên cẩn thận trong quá trình hợp tác, kẻo tin nhầm người khiến cho vận trình tự tốt chuyển thành xấu. Tuần này có chính quan nhập cục, công danh, sự nghiệp của bản mệnh cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Giáp Thìn nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, sẽ có được nhiều bước đột phá lớn. Tuy nhiên chuyện tình cảm trong tuần không được tốt, thủy thổ xung khắc gây ra một vài trục trặc trong chuyện tình cảm của bạn. Hai người không chia sẻ với nhau những chuyện gặp phải, những vấn đề đang tồn tại, nên khó lòng thông cảm được với nhau. Khoảng cách cứ ngày một lớn dần, mối quan hệ ngày càng ngột ngạt. Tiếp theo sẽ là cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết, khối lượng công việc không ít, tính thách thức cũng không nhỏ, có điểm hao tốn tiền của, rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Con số may mắn là 76,
34 và 05. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, vậy tuổi Giáp Thìn sinh 1964 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tý. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Giáp Thìn và tuổi Tý rất hợp nhau, vì tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Tý không ngoan và mưu trí, giúp tuổi Giáp Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh, cộng với sự thông minh của tuổi Giáp Thìn cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Sửu. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Sửu có thể kết hợp rất ăn ý nếu họ có chung mục tiêu. Người tuổi Giáp Thìn dữ dội, mãnh liệt, ngược hẳn với người tuổi Sửu nhút nhát và khá nghiêm túc. Trong các cuộc tụ tập hay các hoạt động xã hội, thường ít khi xuất hiện tuổi Sửu. Nhưng các câu chuyện liên quan đến gia đình hay trách nhiệm với bạn bè thì tuổi Sửu luôn xuất hiện rất đúng lúc. Chính vì vậy, tuổi Giáp Thìn rất nể tuổi Sửu. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn vốn gan dạ và ít sợ sệt người kia nên rất khó thay đổi. Mặc cho tuổi Sửu phàn nàn hay không vừa ý trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Giáp Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Giáp Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Giáp Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dần. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau, ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Giáp Thìn phải lựa chiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Dần. Ngược lại, tuổi Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung chứ không thể chỉ là làm theo cách riêng của mình. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt với điều kiện cả hai cùng chung sức, chung lòng. Tuổi Giáp Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Giáp Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo. Điều này tuổi Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thìn. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình, hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Giáp Thìn có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau lại rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ rất hợp nhau. Tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Giáp Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Ngọ. Trong làm ăn, tuổi Giáp Thìn và tuổi Ngọ sẽ có khối việc để làm. Nếu lập chung công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi, tới chốn, và chính người tuổi Giáp Thìn sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Giáp Thìn thì may mắn trong kinh doanh, còn tuổi Ngọ lại có tài làm ăn. Họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên. Bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tuổi Giáp Thìn thông minh và năng lượng dồi dào sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Mùi cũng thích chỉ huy nhưng làm những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thân. Khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Thân cùng làm ăn với nhau,
họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn tuổi Thân. Đó có thể là may mắn của tuổi Thân khi được làm việc với tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dậu. Khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Giáp Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Dậu. Tuổi Giáp Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía tuổi Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực, nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tuất. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia và bảo vệ công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm tuổi Giáp Thìn rất hài lòng. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Hợi. Trên thực tế, tuổi Hợi không hề lười khi tin vào mục tiêu của mình. Nếu hai con giáp là các đối tác làm ăn, tuổi Giáp Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Giáp Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn tuổi Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Giáp Thìn. Bởi tuổi Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Quý khán giả thân mến, trên thế gian này ai cũng đều mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy bản thân vừa không phải lo cơm ăn áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự trợ giúp hơn. Nhưng trong cuộc sống có những người được ưu ái cả đời bình yên, có người lại cả đời vất vả, long đong, có người thời trẻ có thể gặp nhiều trắc trở, nhưng về già thì ngày một phát đạt, có người những tưởng cả đời thuận lợi, giàu sang, nhưng đến cuối đời lại bị bệnh tật, đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương, còm cõi. Ai cũng đều hy vọng bản thân có cuộc sống tốt đẹp, số mệnh của mỗi người tốt hay không đều do bản thân mình mà ra, muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên. Phật nói về năm kiểu người càng lớn tuổi càng may mắn, đức năng thắng số. Một là người biết sám hối. Không ai là hoàn hảo, mọi người trên đời này đều có thể mắc sai lầm. Chúng ta có thể không tin vào Đức Phật, nhưng chúng ta phải tin vào nhân quả. Vì vậy, nếu phạm sai lầm, bạn phải biết dám thừa nhận, thay đổi suy nghĩ và ăn năn, kiên quyết không tiếp tục cố chấp phạm sai lầm nữa. Người biết sám hối là người có phước. Chúng ta không cần phải tin vào Phật mà phải tin vào nhân quả. Người biết sám hối thì dù thế nào cũng được Phật và Bồ Tát gia chỉ. Mọi người nên hiểu rõ về sám hối trong Phật giáo, có nghĩa là biết lỗi lầm của mình, sửa chữa và không bao giờ tái phạm nữa. Bởi vì sự ăn năn có thể giúp bạn loại bỏ những lỗi lầm trong quá khứ và gia tăng phước lành cho bạn. Nếu bạn kiên trì sám hối mỗi ngày, phước lành của bạn sẽ ngày càng tích lũy dày thêm, càng già càng có nhiều phước nên dễ gặp may. Hai là người có Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm và thực hành con đường Bồ Đề có nghĩa là có những suy nghĩ tử tế và làm những việc tốt. Khi bạn mắc lỗi hay tạo ra tội lỗi, người khác có biết hay không không quan trọng, quan trọng nhất là bạn biết điều đó. Khi chúng ta đối xử tốt với người khác, chúng ta thực sự đang đối xử tốt với chính mình. Tích lũy phước lành và thêm công đức cho chính mình, chúng ta nên lấy niềm tin, sự sẵn lòng và lấy Bồ Đề tâm làm nền tảng. Nếu một người có thể làm những việc tốt và bố thí trong cuộc sống hàng ngày, việc làm tốt này sẽ tích lũy phước lành, lớn lao và tăng trưởng công đức. Sự giúp đỡ mà bạn dành cho người khác giống như một ngọn đèn sáng, vừa soi sáng cho người khác, vừa sưởi ấm chính bạn. Bố thí là một cách tu tập của Bồ Tát. Những người như vậy, chư Phật và chư Bồ Tát sẽ bảo vệ bạn suốt cuộc đời. Ba là người hiếu thảo với cha mẹ. Đức Phật là nhà giáo dục, không phải là chính trị gia. Ngài từ bi dạy dỗ tất cả chúng sinh và không bao giờ kiểm soát họ. Kinh Phật có câu, trên đời không có Phật. Làm điều thiện cho cha mẹ cũng như phụng sự Đức Phật,
cha mẹ là ruộng phước cho con cái, nên hiếu thảo với cha mẹ là công đức lớn nhất trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự có thể hiếu thảo với cha mẹ, thì cho dù bạn không cầu xin bất kỳ vị Phật hay Bồ Tát nào ban phước lành, bạn vẫn sẽ tràn đầy phước lành và may mắn. Bởi vì những ai hiếu thảo với cha mẹ sẽ được chư Phật mười phương kính trọng, là kiểu người càng già càng may mắn. Người không hiếu thảo với cha mẹ, sống chỉ biết cho bản thân bất hiếu, ngỗ nghịch, không những không được Bồ Tát che chở mà còn rước họa vào thân, càng già càng khổ. Hãy nhớ đừng giận cha mẹ hay bất hiếu với cha mẹ. Nếu không, mọi công đức có được từ việc thắp hương cúng Phật với nhiều mục đích khác nhau sẽ trở nên vô nghĩa. 4. Là người luôn vui vẻ. Đừng ép buộc bất cứ điều gì cả. Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất và bạn phải bình tĩnh chấp nhận mọi thứ. Những người sống vui vẻ, biết hài lòng thường cảm thấy hạnh phúc. Chư Phật và Bồ Tát sẽ gia trì cho những người như vậy. Người biết trân trọng sẽ có cảm giác vui vẻ. Người biết yên tâm sẽ thấy an lạc. Người biết từ bỏ sẽ tìm được hạnh phúc. Người biết quên sẽ tìm được tự do. Biết thỏa mãn sẽ tìm được hạnh phúc. Ai biết cho đi sẽ tìm được tình yêu đích thực. Ai biết quan tâm sẽ tìm được bạn bè. Biết trân trọng sẽ tìm được niềm vui. Những gì trong mắt bạn là cách bạn nhìn thế giới. Khi đôi mắt bạn tràn ngập tình yêu và trái tim bạn tràn ngập lòng nhân ái, thì thế giới này sẽ là một thế giới mới tươi đẹp dành cho bạn. Ngược lại, nếu tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là tội lỗi và xấu xí, thì thế giới sẽ thay đổi tùy theo trạng thái tâm trí của bạn. Mỗi người đều có niềm hạnh phúc của riêng mình. Nếu bạn có thể hiểu được nguyên tắc hài lòng thì bạn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình. Ngay cả khi gia đình bạn nghèo khó, nếu không, dù có sống trong biệt thự lớn, bạn vẫn sẽ than thở rằng mình không hề hạnh phúc. Cuộc sống là do bạn, dù bạn hạnh phúc hay không, quyền chủ động nằm trong tay bạn. 5. Là người sống biết ơn. Lời Phật dạy về lòng biết ơn nói, có rất nhiều người trong cuộc sống mà chúng ta cần phải biết ơn như cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi, lãnh đạo, người thân và bạn bè của chúng ta. Chúng ta phải biết ơn những người đã tử tế và giúp đỡ chúng ta. Khi một người lớn lên, chúng ta nên học cách mở rộng phạm vi của lòng biết ơn. Ngoài việc biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến thế giới này, chúng ta cũng nên biết ơn mọi thứ đã cho phép chúng ta tồn tại trên thế giới này, ngay cả không khí trong lành và nước sạch. Khi bạn sẵn sàng biết ơn tất cả mọi người trên thế giới, thiên nhiên, đất nước, xã hội và mọi tình huống người bạn gặp phải, bạn chính là kiểu người càng già càng may mắn. Nếu bạn không biết ơn và luôn tồn tại như một kẻ chiếm đoạt, luôn đòi hỏi mọi thứ thì theo thời gian, bạn sẽ trở thành một người tham và ích kỷ. Càng già càng xui xẻo, hãy thể hiện lòng biết ơn của chính mình hoặc đón nhận lòng biết ơn của người khác và phát triển nó thành một thói quen tự nhiên. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.